kiểm tra ít năm và micro BM900 dòng này dòng thường, micro thấp tiền vì khách không có đủ điều kiện để mua những dòng mic cao cấp hơn. Mời khách nghe tôi hát bài Đêm Buồn Vô Thị, sáng tác Ngọc Sơn, karaoke Tình Trần. Nếu mà khách hàng nào cũng có điều kiện thì mua micro BM900 cũng xài ok lắm rồi. Nhớ hát mặt chữ vào môi nha. Khi phố nhỏ im điềm, chìm danh trong đêm, lạnh ướt chân đơn bóng đường trần, mà lòng tái tê xa vắng vòng về, men đắng nào cho vơi những thương đau em đã bỏ ta rồi. Từ ngày em đi thành phố xưa như quên mất nụ cười, từ ngày em đi đêm trường như tan tóc điều hiu. Em còn nhớ những ngày xưa đó em ta diều trên đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió đưa chân tàn trên lối nhỏ, mình vui xuống đêm hôm nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi về với ta trên khắp nẻo trần, mà đường chân ai hay cay đắng đo đầy. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay vì cái cục ít năm này cái mẫu mới sản xuất nên nó hút rất là mạnh, nên chúng ta cũng không phải tốn kém nhiều mua những dòng mic đắt tiền đâu. Một lần nữa cảm ơn khách Vĩnh Long đã kể nghe Hương test âm thanh ít năm và BM900.